con Sony cỏ úa 50 năm tuổi, giá ngon bổ rẻ cho anh em nghèo. Tết đến đít rồi, hoài niệm xưa cuốn băng cối và đầu cối Sony giá rẻ, chỉ vài triệu thôi. Bán vừa kỷ niệm cho anh em chơi nghèo nghèo, chơi cỏ úa cho vui. Con Sony mặt B của đĩa kim đằng 2, băng kim đằng 2 mặt B, bài Hoa Sứ Nhà Em. Hoa Sứ Nhà Em mặt B, Chí Linh. Anh em nghèo thì liên hệ thằng em nha, chốt con cối chơi Tết nha. Con này là rẻ nhất rồi đấy, hàng gọi là hàng bình dân cỏ úa, cho anh em nghèo và vẫn chơi được đầu cối.